Là xã miền núi xa nhất của tỉnh Phú Yên, Phú Mỡ nằm ở thượng nguồn của dòng sông Kỳ Lộ dài hơn 120 km, chảy qua hai huyện Đồng Xuân và Tuy An. Đây cũng là hai địa bàn vùng lũ thường xuyên bị ngập lụt chia cắt. Gần đây, nhà đầu tư đề xuất với Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên xây dựng thêm 3 thủy điện trên địa bàn xã Phú Mỡ. Mặc dù các dự án này phù hợp với quy hoạch, nhưng trước thông tin hàng loạt thủy điện có thể được đầu tư xây dựng ở thượng nguồn khiến người dân lo ngại. Vị trí này tại thượng nguồn sông Kỳ Lộ được nhà đầu tư đề xuất xây dựng nhà máy thủy điện khe cách với công suất thiết kế là 12 MW. Cách đó không xa, hai nhà máy thủy điện khác cũng được đề xuất xây dựng là Sơn Hòa 1 công suất 10 MW và Sơn Hòa 2 công suất 14 MW. Cả ba dự án đều dự kiến thực hiện các thủ tục đầu tư từ quý 4 năm nay và sẽ đưa vào sử dụng trong quý 1 năm 2027, đồng nghĩa với việc trên đoạn sông dài 4 km sẽ có đến 4 thủy điện. Cũng mừng là nhà nước nó đầu tư thủy điện, cũng mình mừng có điện đài nước rồi cũng mừng, nhưng mà lo âu là trước nhất là sợ lũ lụt ấy. Theo người dân địa phương, nếu thêm 3 thủy điện cùng tích nước thì phía hạ du sông Kỳ Lộ sẽ không đủ lượng nước để phục vụ sản xuất, trong bối cảnh dòng sông này hiện cũng đang bị bồi lấp nặng. Nhà máy thủy điện là hiện rồi, thứ hai nữa là có một hồ chứa nước phụ sông rồi. Hai cái đó trữ nước tích nước, mà đến mùa lũ mà hai cái đó nó xả ra thì vùng hạ lưu là từ chỗ sông Quân Ba xuống sông Thị Trấn Hai xuống sông Nam và cái vùng hạ nghiệp thì nước sẽ chịu không nổi. Đối với ba dự án thủy điện nói trên, Bộ Công Thương lưu ý tỉnh Phú Yên phải chịu trách nhiệm phê duyệt chủ trương đầu tư theo thẩm quyền, đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Rà soát rất là kỹ, đặc biệt là vấn đề môi trường. Và chúng tôi kiên quyết không đánh đổi môi trường để phát triển, nhất là đối với thủy điện. Và chúng tôi cũng phải rà soát kỹ liên quan đến rừng, thì tuyệt đối không được ảnh hưởng đến rừng tự nhiên. Ngoài ra thì nó còn có cái tác dụng là phòng chống lũ cho cái vùng hạ lưu, cũng như là tích nước để mà phục vụ cho cái thủy lợi. Việc đầu tư thủy điện sẽ sử dụng hiệu quả nguồn nước vì khoảng 70% lượng nước từ các con sông tại Phú Yên đang chưa được sử dụng một cách hiệu quả. Tuy nhiên, trước những lo lắng chính đáng của người dân, tỉnh Phú Yên cần tính toán thận trọng, không làm ảnh hưởng tới sản xuất của nhân dân, nhất là vào mùa mưa lũ và khô hạn. Ngày 14 tháng 10 tại xã Vũ Trấn, huyện Võ Nhai, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên tổ chức lễ phát động ra quân tháng cao điểm vì người nghèo năm 2024. Đây là hoạt động hưởng ứng phong trào thi đua vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau và chung tay xóa nhà tạm, nhà rột nát trên địa bàn tỉnh đến năm 2025. Trong 5 năm qua, Thái Nguyên đã huy động được hơn 600 tỷ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội. Trong đó, Quỹ vì người nghèo đã kêu gọi được hơn 137 tỷ đồng. Gần 4.000 ngôi nhà của hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh đã được sửa chữa, xây mới. Trong tháng cao điểm vì người nghèo, Thái Nguyên sẽ tổ chức các hoạt động ủng hộ xây dựng Quỹ vì người nghèo, chương trình an sinh xã hội. Đối tượng vận động ủng hộ gồm cá nhân, hộ gia đình, các đơn vị tổ chức trong và ngoài nước. Tại chương trình, ban tổ chức đã trao hỗ trợ sinh kế làm nhà, trang thiết bị phục vụ học tập cho các hộ nghèo, học sinh nghèo, cận nghèo, khuyết tật trên địa bàn xã Vũ Trấn, huyện Võ Nhai. Tại hội nghị tiếp xúc cử tri giữa đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình với cán bộ công đoàn, đoàn viên, công nhân lao động trên địa bàn, trước kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15, cử tri đã nêu lên nhiều ý kiến kiến nghị đề xuất Quốc hội cần có những quy định, chính sách cụ thể, hỗ trợ kịp thời để người lao động được hưởng quyền lợi về bảo hiểm thất nghiệp đúng quy định, tăng thời gian bảo lưu, tăng mức hưởng trợ cấp thất nghiệp từ 60 lên 75%, có cơ chế chính sách phù hợp trong công tác đào tạo, tuyển dụng, quản lý đối với cán bộ công đoàn chuyên trách, kiến nghị tỉnh cần quan tâm triển khai sớm các đề án dự án xây dựng nhà ở xã hội. Sau khi nghe ý kiến của cử tri, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình cho biết sẽ tổng hợp nghiên cứu chuyển tới Quốc hội các bộ ngành trung ương để xem xét giải quyết theo thẩm quyền.